Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đẩy hàng, xe đẩy hàng 3 bánh tải trọng 1 tấn. Đấy, tải trọng 1 tấn các bạn nhé. Bộ này thì có một bánh dẫn động tự do, không có lái các bạn nhé. Dẫn động tự do, tất cả đều là bánh đặc. Nó rất là phù hợp cho các bạn thi công và công trường, nhà xưởng có điều kiện bề mặt phức tạp, dễ gây hỏng hóc đối với những cái dòng trục lốp có xăm. Các cái khẩu độ chiều rộng bên mình có là tính cả lắp bánh phủ bì, là các bạn có thể làm được những cái dòng xe chiều rộng 70, 80, 90 và cả 1 mét nữa cũng có. Nhưng bộ này là xin nhấn mạnh cho các bạn là 3 bánh và một bánh đẩy là bánh tự do nhé. Các bạn lái xe thì giống như các bạn đẩy những dòng xe đẩy thôi, nhưng mà thay vì đẩy thì mình có thể kéo ga nó chạy. Bộ này cũng có phanh tay đấy, sạc đầy đủ. Công suất động cơ là 48V 850W, cầu có hai số cơ động là số nhanh và số chậm. Khi các bạn đi với tải trọng khoảng 1 tấn thì các bạn phải về số đấy. Còn các bạn chở hàng nhẹ khoảng 500 kg đổ trở lại thì các bạn có thể chạy số nhanh. Số nhanh thì nó sẽ dao động khoảng 25 km/h. Còn số chậm thì nó khoảng 15 km/h, 12 đến 15, nó tương đương với tốc độ của đi xe đạp. Các bạn nhanh hay chậm là các bạn kéo ga thôi nhé. Đây, cái bộ đầu cổ trước thì nó có ống bi. Các bạn hàn khung vào đây thôi, rất là đầy đủ như vậy, có tiến có lùi nhé. Mọi chi tiết liên hệ thì xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.